Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, trang 54 đến trang 58, tuần 6, bài 12, bài tập làm văn, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên là phần đọc. Khởi động, em thích đề văn nào dưới đây? Vì sao? 1. Kể về một việc em đã từng làm ở nhà. 2. Kể về một việc theo tưởng tượng của em. Như vậy thì các em đọc kỹ hai đề văn ở dưới đây. Thì các em thích đề nào thì các em sẽ trả lời và nêu lý do là vì sao chúng ta thích. Như vậy các em hãy lựa chọn một đề mà mình thích rồi giải thích lý do là vì sao mình lại thích cái đề văn đó. Chúng ta thấy là nếu mà em thích đề văn số 1 thì bởi cái vì đề văn này kể về một việc từng làm thì sẽ dễ hơn phải tưởng tượng ra một việc mình chưa làm. Còn em thích đề văn số 2 vì với cái đề văn này thì em sẽ thỏa sức tưởng tượng ra cái công việc mà mình thích và kể lại cho mọi người. Rồi tiếp theo là đọc bài tập làm văn. Có lần cô giáo cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Đến đây ta bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bệnh định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Lucia, thấy bạn ấy đang viết lia lịa, thế là tôi bỗng nhớ, có lần tôi giặt bít tất của mình, bèn viết thêm, em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Cuối cùng, tôi đã kết thúc bài văn của mình. Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi. Cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé. Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn. Theo Pivovarova. Như vậy thì các em vừa đọc qua bài đọc, bài tập làm văn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những từ ở trong bài. Khăn mùi xoa tức là khăn nhỏ và mỏng thường bỏ túi dùng để lau mặt, lau tay. Lia lịa là nhanh và liên tiếp, không ngừng ở trong một thời gian ngắn. Rồi tiếp theo là trả lời câu hỏi câu 1. Nhắc lại đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp. Như vậy thì các em đọc kỹ câu đầu tiên bài văn để biết được đề bài mà cô giáo đã giao cho lớp. Có lần cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Như vậy ở câu số 1 chúng ta nhắc lại đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp đó là em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Như vậy câu số 1. Đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp là em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Rồi tiếp theo câu số 2. Vì sao cô Lia gặp khó khăn với đề văn này? A. Vì bạn ấy viết văn không tốt. B. Vì bạn ấy không nhớ những cái việc mình đã làm.
C vì bạn ấy ít khi giúp mẹ. Như vậy thì để trả lời câu số 2 này, các em hãy đọc lại hai đoạn tiếp theo để mà biết được khó khăn mà cô Lia đã gặp phải với đề văn mà cô giáo đưa ra. Như vậy chúng ta sẽ đọc hai đoạn tiếp theo. Tôi loay hoay mất một lúc rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa, đôi khi em còn giặt khăn mùi xoa. Đến đây tôi bỗng thấy bí, quả thật ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bệnh định bảo tôi giúp việc này, việc kia, nhưng thấy tôi đang học mẹ lại thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là ở hai đoạn văn này cô Lia gặp khó khăn với cái đề văn của mình là bởi vì cô Lia ít khi giúp mẹ, cho nên bạn đã không kể được những cái công việc của mình đã làm để mà giúp đỡ mẹ. Như vậy ở câu số 2, cô Lia gặp khó khăn về đề văn này vì cô Lia ít khi giúp mẹ nên bạn ấy gặp khó khăn với đề văn của cô giáo đưa ra. Như vậy thì chúng ta chọn câu C vì bạn ấy ít khi giúp mẹ. Rồi tiếp theo câu 3, để làm bài văn dài hơn cô Lia đã làm gì? Thì các em đọc đoạn văn thứ 3 thì chúng ta thấy là để đoạn văn thứ 4. Thì tôi nhìn sang Lucia thấy bạn ấy đang viết lia lịa, thế là tôi bỗng nhớ có lần tôi giặt viết tắt của mình, bèn viết thêm. Như vậy thì chúng ta thấy là để bài văn của mình trở nên dài hơn thì cô Lia đã viết thêm cả những việc mà bạn ấy vẫn chưa làm, đó là bạn ấy giặt cả áo sơ mi và quần. Nói như vậy thì các em thấy ở đây, để bài văn dài hơn thì cô Lia đã viết thêm những cái việc mà bạn ấy chưa làm. Như vậy câu số 3, để bài văn của mình trở nên dài hơn, cô Lia đã viết thêm cả những việc mà bạn ấy chưa làm. Rồi tiếp theo câu số 4, em hãy giải thích vì sao cô Lia vui vẻ nhận lời mẹ và làm việc nhà. Thì các em hãy suy nghĩ và nêu lên ý kiến của mình. Thì chúng ta thấy là theo em, cô Lia vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà vì đó là những việc mà bạn ấy đã viết trong bài tập làm văn nộp cho cô giáo. Rồi tiếp theo câu số 5, em có nhận xét gì về cô Lia? Thì chúng ta thấy là thông qua câu chuyện này, thì chúng ta thấy thông qua cái câu chuyện này em có cái suy nghĩ gì về nhân vật cô Lia? Thì chúng ta thấy nhân vật cô Lia trước khi mà làm bài tập làm văn mà cô giáo giao cho thì cô Lia rất là ít khi làm việc nhà giúp mẹ, nhưng mà kể từ khi lúc bài văn kể về những cái công việc đã làm thì đã giúp để giúp đỡ mẹ thì cậu đã thay đổi, cậu cảm thấy rất là vui khi được mẹ nhờ làm việc nhà. Như vậy câu số 5 thì chúng ta có nhận xét về cô Lia, đó là trước khi làm bài tập làm văn mà cô giáo giao thì cô Lia rất ít khi làm việc nhà giúp mẹ, nhưng kể từ lúc làm bài
Văn kể về những công việc đã làm để giúp đỡ mẹ, thì cậu đã thay đổi, cậu cảm thấy rất vui khi được mẹ nhờ làm việc nhà. Rồi tiếp theo là phần đọc mở rộng. Câu số 1, đọc câu chuyện, bài thơ, bài văn về nhà trường và viết vào phiếu đọc sách theo mẫu phiếu đọc sách. Ngày đọc, tên bài, tác giả. Các em tìm được bài đọc, chi tiết, câu văn, câu thơ em thích nhất, mức độ yêu thích. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm đọc một câu chuyện, một bài văn hoặc là một bài thơ về nhà trường và điền vào cái phiếu đọc sách này, điền những cái thông tin vào phiếu đọc sách này. Ví dụ ở đây như cô sẽ đọc một bài thơ, em vẽ ngôi trường. Ngôi trường của em ngói hồng rực rỡ, từng ô cửa nhỏ nhìn ra trên trời. Ngôi trường dễ thương đứng bên bờ, đứng bên sườn núi, có một dòng suối lượn qua cổng trường. Ngôi trường yêu thương, có cây che mát, có cờ tổ quốc bay trong gió ngàn. Ngôi trường khang trang, có thầy có bạn, em ngồi em ngắm ngôi trường của em. Tác giả Nguyễn Lãm Thắng. Như vậy thì các em đọc một bài thơ hay là một bài văn hay là một cái câu chuyện nào đó thì các em sẽ đọc và các em sẽ cho viết, tức là các em sẽ điền thông tin vào phiếu đọc sách này. Thì ở đây cô ví dụ như là cô đọc bài thơ Em vẽ ngôi trường của tác giả là Nguyễn Lãm Thắng. Như vậy chúng ta sẽ điền vào phiếu đọc sách tên bài ở đây là Em vẽ ngôi trường, tác giả Nguyễn Lãm Thắng. Tên cuốn sách đó là sách tiếng Việt lớp 2. Rồi ví dụ khổ thơ em thích nhất đó là khổ thơ ngôi trường của em ngói hồng rực rỡ, từng ô cửa sổ nhìn ra trên trời. Rồi các em đã làm gì để tìm được bài thơ thì chúng ta đọc lại sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2. Rồi mức độ yêu thích thì các em sẽ đánh giá là 1 sao, 2 sao hoặc là 3, 4, 5 sao. Rồi tiếp theo, câu số 2, trao đổi với bạn về bài văn em đã đọc và chia sẻ cách em đã làm để tìm câu chuyện bài văn bài thơ đó. Ví dụ như là tớ đến đọc sách trong thư viện để tìm câu chuyện nói về nhà trường. Tớ thì lên mạng tìm thơ về thầy cô giáo. Còn tớ thì đọc báo thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng để tìm truyện. Còn tớ thì hỏi mẹ. Như vậy thì các em sẽ cùng các bạn chia sẻ bài đọc mà mình đã tìm đọc. Ví dụ như là tớ đã tìm đọc lại sách giáo khoa tiếng Việt 2 và thấy được bài Em vẽ ngôi trường của tác giả Nguyễn Lam Thắng. Rồi tớ thấy bài thơ rất là hay và dễ thuộc, dễ nhớ. Rồi tiếp theo là phần luyện tập. Số 1 nhỏ, tìm tiếp các từ ngữ về nhà trường trong từng nhóm sau. Người, ví dụ học sinh, địa điểm, cổng trường, đồ vật, bàn, hoạt động, viết. Như vậy thì các em sẽ dựa vào mẫu này để mà chúng ta tìm tiếp các từ ngữ về nhà trường trong từng nhóm này. Ví dụ như về người thì ở đây đề bài đã ví dụ mẫu cho ta đó là từ học sinh. Như vậy ngoài học sinh chỉ về người nữa thì có là cô giáo, thầy giáo, bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, cô lao công, vân vân. Rồi địa điểm thì chúng ta có cổng trường, rồi lớp học, thư viện, nhà ăn, sân trường, sân bóng, vân vân. Đồ vật thì có bàn, ghế, bảng, phấn, sách, vở, vân vân.
Như vậy chúng ta sẽ tìm tiếp các từ ngữ về nhà trường theo từng nhóm, đó là người thì có học sinh, cô giáo, thầy giáo, bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, cô lao công, vân vân. Rồi địa điểm thì có cổng trường, lớp học, thư viện, nhà ăn, phòng thực hành, sân trường, sân bóng. Đồ vật, bàn ghế, ghế đá, bảng, phấn, sách, vở, bình nước, vân vân. Hoạt động, viết, đọc khá, nhảy dây, chào cờ, nói. Rồi tiếp theo, câu nào dưới đây, câu số 2, câu nào dưới đây là câu hỏi, dựa vào đâu em biết điều đó? A. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? B. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. C. Hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé. Như vậy thì ở câu số 2 này, các em đọc kỹ các câu, chú ý ở cuối câu. Thì chúng ta thấy câu, các câu dưới đây, câu là câu hỏi, đó là câu. Câu A. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Và có dấu chấm hỏi ở phía sau như vậy. Thì đây là câu hỏi, bởi vì ở cuối câu có dấu chấm hỏi. Như vậy, câu em đã làm gì giúp đỡ mẹ là câu hỏi vì cuối câu có dấu chấm hỏi. Rồi tiếp theo câu số 3, đọc câu chuyện dưới đây và thực hiện yêu cầu hộp bút của Na. Trong hộp bút bé nhỏ có tiếng lao sao? Na ghé tai nghe, có tiếng bút chì. Tớ được dùng nhiều nhất nên tớ chỉ còn một mẫu. Có tiếng tẩy đáp lại, tớ toàn vụn tẩy vì chữa cho cậu, tớ quan trọng nhất. Thước kẻ lên tiếng, tớ mới quan trọng, tớ được dùng nhiều đến mức mờ hết cả số. Na bối rối mở hộp bút, cô bé thì thầm, ai cũng quan trọng vì đều là bạn thân của tớ. Theo An Hạnh. A. Hỏi đáp về các nhân vật trong câu chuyện trên. Ví dụ mẫu, trong hộp bút ai được dùng nhiều đến mức mờ hết cả số? Thứ kẻ được dùng nhiều đến mức mờ hết cả số. Rồi B. Ghi lại một hai câu hỏi của em và bạn. Như vậy thì ở câu số 3 này các em sẽ dựa vào mẫu ở dưới đây để đặt câu hỏi và câu trả lời. A là câu hỏi đáp về các nhân vật ở trong câu chuyện trên thì các em sẽ hỏi đáp theo mẫu ở đây. Rồi thứ hai là ghi lại một đến hai câu hỏi của em và bạn. Tức là sau khi chúng ta hỏi đáp ở câu A thì các em hỏi đáp và ở câu B thì các em sẽ ghi lại câu hỏi của em và bạn. Thì ở đây cô ví dụ là trong hộp bút ai được dùng đến mức chỉ còn một mẫu? Bút chì được dùng đến mức chỉ còn một mẫu. Như vậy hỏi là trong hộp bút ai được dùng đến mức chỉ còn một mẫu? Trả lời đáp là bút chì được dùng nhiều đến mức chỉ còn một mẫu. Rồi tiếp theo câu tiếp theo, trong hộp bút ai được dùng đến mức chỉ còn toàn vụn? Tẩy là đồ vật được dùng chỉ còn toàn vụn. Như vậy đây là hai câu hỏi và hai câu trả lời, tức là hai câu hỏi đáp. Ở câu A thì các em sẽ nói hỏi đáp với bạn và câu B thì chúng ta sẽ ghi lại câu hỏi đáp của mình và bạn. Rồi tiếp theo, phần luyện viết, câu số 1, đọc đơn xin vào đội dưới đây và trả lời câu hỏi. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Yên Bái ngày 22 tháng 10 năm 2022, đơn xin vào đội. Kính gửi ban phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Thái Học,
Ban chỉ huy liên đội. Em tên là Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 22 tháng 12 năm 2014, học sinh lớp 3C trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Sau khi học điều lệ và lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy đội là tổ chức tốt để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. Em làm đơn này xin được vào đội và xin hứa thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội, giữ gìn danh dự đội. Người làm đơn: Bích Nguyễn Ngọc Bích. Như vậy thì các em vừa đọc qua đơn xin vào đội. Rồi, câu hỏi là bạn Nguyễn Ngọc Bích viết đơn trên để làm gì? Đơn gửi cho ai? Người viết đơn đã hứa những gì khi vào đội? Như vậy các em sẽ trả lời ba câu hỏi này. Như vậy bạn Nguyễn Ngọc Bích viết đơn để xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Rồi, đơn trên được gửi cho ai? Thì các em thấy ở đây kính gửi. Ở đây là gửi kính gửi đến ban phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Thái Học, ban chỉ huy liên đội. Như vậy thì đơn trên được gửi cho ban phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Thái Học và ban chỉ huy liên đội. Rồi, câu thứ ba, người viết đơn đã hứa những gì khi vào đội? Thì người viết đơn đã hứa đó là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội và giữ gìn danh dự đội. Như vậy các em sẽ trả lời là bạn Nguyễn Ngọc Bích viết đơn để xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đơn trên được gửi cho ban phụ trách đội trường tiểu học Nguyễn Thái Học và ban chỉ huy liên đội. Người viết đơn đã hứa 3 điều, đó là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội và giữ gìn danh dự đội. Rồi, tiếp theo số 2 nhỏ là điền thông tin vào mẫu đơn xin vào đội thiếu niên đội và đối chiếu với bài với bạn. Như vậy thì ở câu số 2 này các em sẽ dựa vào cái mẫu đơn của cái bài tập ở trên và chúng ta điền cái thông tin của bản thân vào. Tức là các em sẽ dựa vào mẫu đơn này, các em sẽ viết lại một lá đơn và các em sẽ điền những cái thông tin của bản thân mình vào đơn này. Thì các em ví dụ như đơn ở đây là đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Rồi ngày tháng năm, các em ở đâu thì các em sẽ điền vào và ngày các em viết đơn thì các em sẽ điền vào. Rồi đơn xin vào đội kính gửi ban phụ trách đội trường tiểu học. Các em học trường nào thì các em sẽ điền vào đây. Các em sẽ điền tên trường của các em vào đây. Rồi em tên là gì thì các em sẽ điền vào. Rồi sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy thì các em sẽ điền thông tin của bản thân vào. Rồi các em học sinh lớp 3 mấy của trường thì các em sẽ điền vào. Rồi các em sẽ viết là sau khi học được điều lệ và lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì em cảm thấy đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. Rồi em làm đơn này xin vào đội và xin hứa là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội, giữ gìn danh dự đội. Rồi người làm đơn, em tên gì thì các em viết tên ra và ghi rõ họ tên ở đây. Tức là ở bài số 2 này thì các em sẽ dựa vào cái mẫu đơn ở bài tập số 1 ở trên để mà các em điền thông tin bản thân của bản thân mình vào mẫu đơn xin vào đội ở bài tập 1. Rồi cuối cùng đó là phần vận dụng, các em sẽ đọc cho người thân nghe cái đơn xin vào đội của em. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.
Thank you.